Rồi, thân chào bà con và cô bác nha. Hôm nay em tiếp tục đến kênh Lục Đỉnh miền Tây nha. Đến vườn em tên Sơn nha. Em ở Tăng Thính Trung Lấp Giòm Tháp nha. Số điện thoại em là 0773 793 68 nha. Hôm nay em có giao lưu một số phôi me nha anh chị. Me, rồi sam trái thành phẩm và một số linh sam nha. Rồi rất mong sự ủng hộ của anh chị nha. Rồi em tiếp tục vào phôi đầu tiên nha. Phôi đầu tiên là một phôi me Thái nha anh chị. Me này là ưng hộ trồng từ nhỏ nha. Rồi cây đầu tiên nha, thân cây này thì nó bằng hũ keo Mỹ Tiến mình nha. Em lấy cây keo Mỹ Tiến để lên cho anh chị xem nha. Cái thân này nó tầm 14 cm nha. Cây có uốn lắc lượng thân quái nha anh chị. Rồi mấy cây me này em xin phép để đồng giá nha. Cây đầu tiên là một cây me nha, em xin giao lưu với anh chị là giá là 250k, em bao phí ship nha anh chị. Toàn bộ là cây vườn em đều bao phí vận chuyển cho mình hết nha. Rồi em xuống cây ạ. Rồi tiếp tục là phôi me số 2 nha anh chị. Phôi me số 2 nha, thân lớn nha. Này cây này tại vì nó uốn éo lắc lượng khá là dữ nha anh chị. Rồi em xin giao lưu cũng đồng giá nha anh chị là 250 nha, phôi số 2 me số 2 nha. Rồi em xin phép xuống cây ạ. Rồi tiếp tục là phôi số 3 nha anh chị. Em quay vòng anh chị xem nha. Cũng là 250 nha anh chị. Rồi anh chị xem cây nào ưng ý thì liên hệ đến nhà vườn nha. Còn cây nào mà nếu mà không rõ thì liên hệ kết bạn Zalo em cung cấp hình ảnh thêm nha anh chị. Rồi bước xuống cây ạ. Rồi tiếp tục là phôi mã số 4 nha. Rồi cũng đồng giá là 250k nha anh chị. Rồi phép xuống cây. Rồi tiếp tục phôi sam trái mã số 5 nha anh chị. Rồi quan trọng báo giá cho anh chị nha. Rồi phôi me mã số 5 này cũng đồng giá là 250k nha anh chị. Cây rất là ngày thật nha. Rồi em xin phép xuống cây. Rồi tiếp tục là phôi me nha anh chị, mã số 6 nha. Rồi em quay một vòng rồi chấm xuống cây ạ. Phôi me mã số 6 anh chị cũng đồng giá nha. Em có một chục cây này, cây đều giống nhau nha anh chị, thân đều giống nhau nha. Rồi xuống. Rồi tiếp tục là phôi me mã số 7 nha anh chị. Cũng là 250k nha. Rồi xin phép xuống cây. Rồi tiếp tục phôi me mã số 8 nha anh chị. Số 8 cũng đồng giá nha. Tùy theo cái sở thích của anh chị, mình thích cây nào mình chọn cây đó nha. Rồi xin phép xuống cây. Rồi tiếp tục là phôi mã số 9 cũng là phôi me nha anh chị. Rồi quen vòng em xuống cây luôn ạ. Cũng là đồng giá nha anh chị, 200 chỉ 250k thôi nha. Phôi này khá là quái đẹp nha anh chị. Rồi xin phép xuống cây ạ. Rồi tiếp tục làm phôi mã số 10 nha, cũng là hết luôn cây me anh chị. Nó phôi me đồng giá nha. Cây này khá là to nha, bự hơn cây keo Mỹ Tiến mình nha. Cây bẻ được bẻ co rất là quái nha. Rồi anh xin phép được xuống cây luôn nha. Anh chị nào có nhu cầu âm mua hết lô sẽ có giá tốt nha. Rồi rồi tiếp tục em có được một cặp linh sam anh chị, linh sam giống mới nha, linh sam Tùng Nguyên nha. Cái loại linh sam này rất là xiên bông nha anh chị. Cây này được làm tay cành khá là kỹ nha, cây sắp đế nha. Cây này hoành có 14 nha, cao 10, ngang là 24 nha. Em xin phép giao lưu với cây sam Tùng Nguyên này là giá là 600k nha. Rồi em xin phép xuống cây ạ. Rồi cây sam Tùng Nguyên mã số 12 nha anh chị. Cây này hoành chỉ cũng 13 thôi. Cây này sắp đế đều nha chị. Không có trống chỗ nào cho nha, đều go nha. Cây này chỉ cao có 10 cm nha. Ngang thì được 25. Cây này nhỏ hơn cây chút xíu, em giao lưu là 550k nha. Cây này rất là xiên bông nha anh chị.
Rồi em tiếp xuống đây ạ. Rồi tiếp tục là một phôi xanh trái nha anh chị, mã số 13 nha. Cây được làm tay cành khá là kỹ nha anh chị. Cây này bộ có bộ đế đều nha. Cây này anh chị đem về là vô chậu, ép chậu là chơi là ok luôn nha. Rồi em xin phép đọc thông số ạ. Cây này hoành 17, cao 17, ngang là 30. Cây này em xin phép giao lưu với anh chị là giá là 1 triệu qua nha. Cây này em khi vận chuyển em xin phép được báo bầu nha anh chị. Rồi em xin phép được xuống cây ạ. Rồi tiếp tục mã số 14 là một phôi sâm núi trái nha anh chị. Một cây trực đất lượng rất là đẹp nha. Tay cành cây này đó ấm rồi nha anh chị. Rồi em cây sâm núi trái mã 14 này có thông số là 22 hoành, cao 25, tán ngang là 38. Em xin phép giao lưu với anh chị cây này là 1.500 nha, 1.500k nha. Rồi em quay một vòng rồi sẽ xuống cây nha anh chị. Rồi rồi tiếp tục là mã số 15 nha anh chị, một sâm núi trái nha, rất là cây khá là già nha anh chị. Bộ đế rất là ổn định nha, đế là không có chấm trên chỗ nào nha. Rồi cây mã số 14 em xin giao lưu đọc thông số nha. Cây này hoành 20, cao 18, ngang là 25. Em xin phép giao lưu cây sâm núi trái này là giá là 1.400k. Rồi em xin quay một vòng cho anh chị xem lại. Rồi em xin phép xuống cây. Rồi tiếp tục phô mai xanh trái mai số 16 anh chị, cũng là một cây trực lắc ha. Cây thì hoành là 20, cao 30, và ngang là 38 nha. Cây mã số 16 này có giá là 1.500.000 nha anh chị. Rồi em xin phép được xuống cây ạ. Rồi tiếp tục phôi xanh núi trái mã số 18 nha anh chị. 17 nha anh chị, em xin lỗi nha, xem núi trái mã số 17 nha anh chị. Cây này có cái gốc đế khá là đẹp nha. Cây này có hoành cũng là 17, cao 20, ngang là 30. Em xin phép giao lưu với anh chị cây xem núi trái thành phẩm này giá là 1 triệu nha. Rồi em quay một vòng em xuống cây nha. Rồi rồi tiếp tục là phôi sâm núi trái mã số 18 nha anh chị. Cây này to ghê anh chị, vậy thấy tài cạnh làm khá là cứng nha. Cây này là hoành là 24 anh chị. Cây này em hạo cái tay đưa khẩu keo cho anh chị coi nè, to lắm nha anh chị. Cây này hoành là 24, cao là 17, tổng tán là 52. Cây mã số 18 này em xin giao lưu với chị là giá là 1.800.000 nha. Cây cốt cành khá là to lực nghe, rồi nghe anh chị. Rồi em xin phép được quay một vòng rồi em xuống cây ạ. Rồi rồi tiếp tục là cây phim núi trái mã số 19 nha anh chị. Cây là to cây lắm nha anh chị, một cây đổ hoành nha anh chị. Anh chị thấy bộ đế khá là to nha, để cái hũ keo lên cho anh chị xem thử nha. Rồi so với bộ cây nè, quá trời cái cây lực nha anh chị. Rồi cây này cái hoành là 23, cao 30, ngang là 48 nha. Cây mã số 19 em xin phép giao lưu là 1.800k nha, em bao phí vận chuyển cho mình luôn nha. Rồi em quay một vòng em xuống cây ạ. Rồi xin phép được xuống cây. Rồi tiếp tục cũng là một phôi sâm núi quái nha anh chị. Cây này cũng là một cây đổ nha,
Rồi anh chị xem kỹ cái tay cành nha, cây này ngóc lên cái nữa là đẹp lắm anh chị, tại cái vô cái chậu nó bị cúp nha. Rồi cây này cái hoành là 25, cao 20, ngang là 50. Cây mã số 20 này em xin phép đi giao lưu là cũng là 2.000 nha anh chị, là 2 triệu nha. Cây này khá là to nha anh chị. Rồi em quay vòng em xuống ạ. Cây này đã làm sao rồi, xong rồi anh chị. Rồi em xin phép xuống cây. Rồi tiếp tục là cây phôi linh sam anh chị, phôi linh sam 86 anh chị. Rồi cây này em đã bứng lên, cây đã sống ổn định rồi nha. Cây này mã số 21 này của Hoành là 21. Cây đầu là em xin giao lưu chị là giá là 200k, bao gồm phí vận chuyển cho mình luôn nha. Rồi em phép xuống cây ạ. Rồi tiếp tục phôi linh sam mã số 22 nha anh chị. Cây này khá là già nha anh chị. Cây này có một củ bộ to nha. Cây này hoành là 30. Rồi em xin phép giao lưu mã số 22, em xin phép giao lưu với anh chị là giá là 450k nha anh chị. Loại này rất là dẻo nha anh chị. Rồi em xin phép được xuống cây ạ. Rồi tiếp tục mã số phôi linh sam mã số 23 nha. Hoành là 37 nha anh chị. Cây lắc lượng nữa là đẹp nha. Linh sam 86 nha anh chị. Rồi cây này hai mã số 23 có hoành là 37. Cây này em xin phép giao lưu với anh chị giá là 400k thôi. Rồi em xin phép xuống cây ạ. Rồi tiếp tục phôi linh sam mã số 24 nha anh chị. Hoành cũng là 24 luôn nha. Rồi em xin phép giao lưu với anh chị cây linh sam này là giá là 200k nha. Rồi. Rồi tiếp tục phôi mã số 25 nha anh chị. Phôi cái lắc lượng khá là đẹp nha anh chị. Cây này làm mau ra lắm nha anh chị. Cây này đã em đã bứng vô lâu, cây đã ra lá xanh tốt rồi nha. Rồi cây mã số 25 này có hoành là 32. Rồi em xin phép giao lưu cây này là giá là 450k thôi nha. Chỉ 450k. Rồi tiếp tục là một cây mã số 27 nha anh chị. Cây hoành 23 nha. Cây hoành chính là 23, cây hoành nhỏ là 16 nha anh chị. Cây bắt cầu nha anh chị. Rồi cây này em xin giao lưu vậy là 350k nha. Chỉ 350k thôi nha anh chị. Một cây bắt cầu ha. Rồi, em xin phép xuống cây ạ. Rồi tiếp tục là cây mã số 28 nha anh chị. Rồi, cây này hoành là 30 nha anh chị. Em xin phép giao lưu với anh chị là cây này là 270k nha. Hai chỉ 270k thôi nha anh chị. Rồi em xin phép được xuống cây. Rồi tiếp tục cây mã số 29 nha anh chị. Cây này hoành là 25. Cây này em xin giao lưu anh chị là 350k nha. Anh chị xem cái cây này bộ đế khá dữ nha. Cây này già lắm nha anh chị. Rồi em xin phép được xuống cây ạ. Rồi tiếp tục cây mã số 30 anh chị. Hoành là 36. Cây này em giao lưu anh chị là 350k nha. Cây hoành 36 anh chị. Cụ đế khá là to nha. Rồi em xin phép giao lưu anh chị là 350k nha. Rồi tiếp tục là cây mã số 31 anh chị. Cây này có lắc lượng rất là quái nha anh chị. Rồi cây mã số 31 này hoành là 40 nha anh chị. Em xin phép giao lưu với anh chị cây này là giá là 500k nha. Chỉ 500k thôi nha anh chị. Xin phép xuống cây ạ. Rồi tiếp tục là mã số 32 nha anh chị. Rồi em xin phép giao lưu với anh chị cây này là hoành thăng, hoành là 20, hoành cũ là 25. Xin phép giao lưu chị là 250k.
Rồi, anh chị xem dòng đó. Rồi tiếp tục là phôi bắt cầu nữa anh chị, phôi bắt cầu này lớn nha. Cây này chiều tổng chiều dài của nó cũng tổng chiều dài nó là hơi 60 anh chị, 60 mấy luôn á. Anh chị xem nha, mã số 33 này có hoành của thân cây lớn nó là được 28 nha anh chị. Em quen dòng xuống cây luôn á, cây bắt cầu khá là độc nha. Vậy cây cây gần nha, 5 thang nha anh chị. Rồi em xin phép xuống cây ạ. Rồi tiếp tục là mã số 34 anh chị. Mã 34 này là một cây phôi linh sam sông hinh anh chị. Cây này em đã vô chậu sóc mẻ anh chị. Cây này là làm tay cành rồi nha. Rồi cây mã số 34 này là hoành là 55, cao 35, ngang là 40. Cây này khá là to nha anh chị. Rồi em xin phép giao lưu video phôi linh sam này là giá là 2,7 triệu. Em quay một vòng em. Cây này ở ngoài to lắm nha anh chị, 2,7 triệu nha. Rồi phép mình xuống cây ạ. Rồi tiếp tục cây mã số 35 nha anh chị, một cây trực lắc nha anh chị. Rồi kiếm phôi, giờ kiếm mấy cái phôi này thì khó nha anh chị. Chị xem nè, mặt sau nè, cây củ đế khá là to nha. Hoành em đo được chứ em đo là 47 hoành nha anh chị, cây này 47 hoành nha. Cây này có con cây thứ nhất, kiếm cây thứ hai cũng hơi khó nha anh chị, tay cành đóng rất là hay nha. Rồi xin phép giao lưu dưới phôi mã số 35 thì xin phép giao lưu là giá là 2,500 nha. Rồi em xếp xuống đây. Rồi tiếp tục là mã số 36 nha anh chị. 36 cũng là một phôi linh sam sông hinh nha anh chị. Anh chị xem kỹ cái cây lắc lượng khá là đẹp nha. Cây này đã em đã nuôi tay cành, có cốt cành sẵn hết trơn nha anh chị. Cây này đế là không có thiếu chỗ nào nha anh chị. Chị xem làm hậu nè, cây là múa rất là khéo nha. Rồi em xin phép đọc thông số của cây này ạ. Cây này hoành là 42 thôi nha. Cây này chỉ 42 hoành, là cao là 40, đá ngang thì 50. Rồi em xin phép giao lưu phôi linh sam này giá là 1,800 nha anh chị, xem kỹ nha, cây khá là to nha anh chị. Rồi xếp xuống cây ạ. Rồi tiếp tục mã số 37 nha anh chị. 37 là cây cũng là cây cuối clip ngày hôm nay nha, rất mong sự ủng hộ của anh chị nha. Rồi cây phôi linh sam sông hinh, cây mã số 37 có hoành là 48 nha, cao 35, ngang thì 38. Em quay vòng báo giá cho anh chị nha. Cây này em đã nuôi cốt cành đùi rất là to rồi nha. Để thì anh chị thì khỏi chơi linh sam này, dòng này anh chị khỏi chơi chỗ nào chứ nha. Rồi phôi linh sam này em xin giao lưu với anh chị là giá là 2,500 nha, rất mong sự ủng hộ của anh chị nha. Rồi cuối clip xin chào anh chị nha.